Những thông tin chính yếu cùng chương trình Cuộc sống 24 giờ. Tờ báo hàng đầu của Mỹ công bố đợt sa thải lớn từ trước đến nay. Người phụ nữ đối mặt với án tù vì dắt sư tử dạo phố. Brit Award 2024 công bố danh sách đề cử. Những bệnh viện nào tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị điều tra vì liên quan đến Việt Á? Công nhân từ chối nhận quà Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói gì? Lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú bất ngờ lùi lịch. Tọa độ thế giới, Malaysia lắp thang cuốn trong hang động Batu có từ 400 triệu năm. Lướt click lọc kẻ khóc người cười với nỗi lòng mang tên thưởng Tết. Cuối cùng là chọn điều tử tế, người đàn ông U70 miệt mài làm chuyện bao đồng trên dòng kênh đen. Tất cả sẽ có trong chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Thành phố Ninh Bình 7 km, quần thể danh thắng Tràng An là một địa điểm thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế. Nơi đây được biết đến là một vùng núi non trùng điệp, vô cùng tráng lệ. Đan xen những dãy núi đá vôi là hệ thống các thung lũng, hang động xuyên thủy. Những thảm thực vật rừng nhiệt đới nguyên sinh, quanh năm có sương sớm mây chiều. Tràng An còn được xem là điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và văn hóa, giữa thiên nhiên và con người, bởi đây là kinh đô của nhà nước phong kiến đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Ngoài ra, chính phủ cũng xếp nơi này vào di tích quốc gia đặc biệt quan trọng, trở thành một trong những điểm đến xứng tầm quốc tế ở nước ta. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm được UNESCO vinh danh và công nhận, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chuỗi các sự kiện nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức cũng như là cá nhân trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị của danh thắng Tràng An. Và đây cũng là một gợi ý thú vị để quý vị có thể cân nhắc và lựa chọn điểm du lịch đầu xuân cho mình cũng như là cho gia đình trong dịp Tết này. Còn bây giờ là chương trình Cuộc sống 24 giờ. Mới đây, Tổ chức Du lịch Thế giới đã thông báo đổi tên thành Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc nhằm làm rõ rằng tổ chức có trụ sở tại Madrid ở Tây Ban Nha. Đây là một phần của Liên Hợp Quốc và thông tin đã được AFP đăng tải. Tên mới cùng với logo mới có hình người đang chuyển động và khẩu hiệu đưa thế giới đến gần nhau hơn đã được công bố trong lễ khai mạc Hội nghị Du lịch FUTURE tại Madrid. Là một tổ chức liên chính phủ với nhiệm vụ thúc đẩy du lịch và tạo điều kiện trao đổi thương mại giữa các quốc gia, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1974 và tổ chức này bao gồm 160 quốc gia thành viên có văn phòng đại diện ở Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Brazil và Maroc. Và đây cũng là đơn vị chuyên thực hiện các dự báo và ước tính về lượng khách du lịch theo từng quốc gia và khu vực. Báo cáo mới nhất được công bố vào tuần trước của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc cho thấy rằng 1,3 tỷ người đã đi du lịch nước ngoài trong năm 2023 và tăng 44% so với năm trước. Tuy nhiên, thì con số này đã đạt 88% so với mức trước đại dịch COVID-19. Đài RT đưa tin, tờ Los Angeles Times vào tuần này đã thông báo họ sẽ sa thải ít nhất là 155 nhân viên và tương đương với 1/5 nhân sự bộ phận sản xuất tin tức. Và đây là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử 142 năm của tờ báo này. Hiệp hội Los Angeles Times, công đoàn đại diện các nhà báo của tờ báo cho biết rằng có hơn 90 thành viên của họ nằm trong số những người bị sa thải. Và công đoàn cho biết họ đã cố gắng thuyết phục chủ sở hữu của tòa báo, ông Patrick Soncion, thực hiện chính sách nghỉ việc tự nguyện thay vì sa thải nhưng không thành công. Tuy nhiên, trong thông báo cắt giảm nhân sự, ông Sun Siong nói chính công đoàn đã làm cản trở cuộc đàm phán khi họ chọn tổ chức đình công thay vì chấp nhận thỏa thuận cho phép giữ lại tất cả các nhân viên, ngoại trừ những người lớn tuổi. Gia đình ông Sun Siong đã mua lại Los Angeles Times vào năm 2018 và đã tìm cách vực dậy tờ báo này sau một thập kỷ thua lỗ. Tuy nhiên, tình hình không khả quan khi doanh thu quảng cáo đã sụt giảm trên toàn bộ ngành truyền thông. Theo ông Sun Siong, Los Angeles Times lỗ từ 30 cho đến 40 triệu đô mỗi năm. Theo South China Morning Post, một người phụ nữ ở Thái Lan đang phải đối mặt với án tù sau khi một đoạn video quay lại cảnh bạn của người này lái chiếc Bentley mui trần chạy vòng quanh thành phố Pattaya của tỉnh Chonburi cùng với một con sư tử lớn ngồi ở phía sau xe đã lan truyền ở trên mạng xã hội. Sau quá trình điều tra, cảnh sát Thái Lan xác định chủ sở hữu con sư tử là một người phụ nữ tên Sawanjit Kosunner, trong khi người đàn ông điều khiển chiếc Bentley đến từ Ấn Độ.
Người dân địa phương cho biết họ thường xuyên thấy người đàn ông lái xe trên đường phố cùng với thú cưng hàng ngày. Họ cũng bày tỏ mối lo ngại về các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Theo Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật Hoang dã và Thực vật, Kosan Wajit Kosuner có giấy phép nuôi sư tử ở tỉnh Ratchaburi, phía tây của Bangkok. Người phụ nữ xin phép chuyển thú cưng đến địa điểm du lịch ở tỉnh Chonburi nhưng chưa được chấp thuận. Người đứng đầu cơ quan này, ông Athaphorn Charoen Chansa cho biết, Kosawanjit có thể sẽ phải lãnh án tù lên đến 6 tháng hoặc bị phạt tối đa là 50.000 bạt, tương đương với 1.400 đô la Mỹ. Brit Awards hay còn được gọi là Grammy của nước Anh, giải thưởng nhạc pop danh giá nhất của xứ sở sương mù mới đây đã chính thức công bố danh sách đề cử cho giải thưởng năm nay. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Rene đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận được 7 đề cử trong một mùa giải Brit Awards, bao gồm 3 đề cử quan trọng nhất là bài hát của năm, album của năm và nghệ sĩ của năm. Bất ngờ là giọng ca 26 tuổi này cũng góp mặt ở hạng mục nghệ sĩ mới dù cô đã tham gia ngành công nghiệp âm nhạc cách đây 10 năm. Để giành được giải thưởng album của năm, Rene đã phải vượt qua ban nhạc Blur với album Ballad of Darren và Little Sims với album No Thank You. Ở hạng mục bài hát quốc tế của năm, đây sẽ là màn đấu so kè của các ngôi sao nhạc pop như Billie Eilish, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Doja Cat và SJA. Ca sĩ Peggy Gou cũng đã xuất hiện trong danh sách đề cử, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận được vinh dự này. Miley Cyrus còn nhận được đề cử ở hạng mục nghệ sĩ quốc tế của năm, giải thưởng do các nghệ sĩ như Taylor Swift và SJA thống trị. Các nhà khoa học mới đây cho biết rằng phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc được cấy ghép thành công đầu tiên ở trên thế giới, hiện đang phát triển tốt. Và điều này tiếp tục làm gia tăng hy vọng có thể cứu được loài tê giác trắng phương Bắc khỏi họa diệt chủng. Con tê giác trắng phương Bắc được cuối cùng trên thế giới đã chết vào năm 2018. Hiện chỉ còn lại hai con tê giác trắng phương Bắc cái là Fatu và mẹ của nó là Nanjin. Nhưng cả hai đều không thể mang thai. Từ năm 2019, nhóm BioRescue được chính phủ Đức hậu thuẫn đã thu thập trứng của Fatu và Nanjin. Những trứng này sau đó được chuyển đến phòng thí nghiệm ở Ý để thụ tinh với tinh trùng được lấy từ hai con đực đã chết, từ đó phát triển thành phôi thai và bảo quản. Phôi thai được chuyển thành công vào tê giác trắng phương Nam tại khu bảo tồn Oi Pejeta ở Kenya vào tháng 9 năm 2023. Đây là phôi thai đực, hiện dài 6,4cm và phát triển tốt ở ngày tuổi thứ 70. Tê giác trắng phương Bắc từng tồn tại trong tự nhiên ở một số quốc gia miền Đông và miền Trung châu Phi. Tuy nhiên, quần thể loài này đã bị suy giảm mạnh do nạn săn bắn trộm để lấy sừng. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay là những tin tức trong nước. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty Nam Phong, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định ngoài Bệnh viện Thủ Đức thì vẫn còn một số bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất. Qua quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định ngoài Bệnh viện Thủ Đức còn có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Quận Bình Tân cũng như Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mua kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất. Vì thời hạn điều tra đã hết nên Công an Thành phố Hồ Chí Minh tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á sản xuất tại 4 bệnh viện nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cùng 4 bị can khác về các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Liên quan đến việc nhiều người lao động tỏ ra phàn nàn về việc nhận quà Tết 300.000 đồng bằng voucher, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lên tiếng và khẳng định đây chỉ là một trong nhiều hoạt động chăm lo Tết của tổ chức công đoàn. Vị này cho biết, năm 2024 là năm đầu tiên chợ Tết công đoàn trực tuyến được tổ chức qua sàn thương mại điện tử, nên hình thức voucher sẽ giúp cho người lao động làm quen với mua sắm trực tuyến phù hợp với xu thế chi tiêu không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên nên sẽ còn nhiều vướng mắc. Trước tình trạng nhiều người phàn nàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cử người hướng dẫn cho người hưởng. Trường hợp cá nhân không có điện thoại thông minh cần hỗ trợ bằng các hình thức khác. Theo dự kiến, vào sáng ngày 31 tháng 1 năm 2024, lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tuy nhiên, thì sự kiện đặc biệt này sẽ bị hoãn lại vì lý do bất khả kháng. Theo danh sách trao tặng, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho 77 cá nhân, truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho 5 cá nhân. Ngoài ra, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho 102 cá nhân, truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho 1 cá nhân đã có nhiều cống hiến thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh truyền hình, sân khấu ở các tỉnh và thành phố trên khắp cả nước. Các nghệ sĩ nhân dân nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân được nhận mức thưởng là 22,5 triệu đồng.
Còn các nghệ sĩ nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú có mức thưởng là 16,2 triệu đồng. Ngoài ra, các nghệ sĩ sau khi được phong tặng danh hiệu cũng sẽ được tăng lương ở cơ quan chủ quản. Những ngày này, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc đang xuống mức rất thấp và điển hình vào ngày hôm qua tại đỉnh Mẫu Sơn đã ghi nhận mức nhiệt độ là âm 2,6 độ C và xuất hiện băng tuyết dày đặc, khiến cho nhiều người thích thú lên xem. Theo đơn vị quản lý Mẫu Sơn, tình trạng du khách đổ về đỉnh Mẫu Sơn những ngày qua tăng cao và thống kê sơ bộ trong 2 ngày là 23 và 24 tháng 1, khu vực đã ghi nhận hơn 5.000 người. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số vị trí. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phân luồng lại hướng xe đi. Được biết là tình trạng băng tuyết ở đỉnh Mẫu Sơn đã xuất hiện từ ngày 22 tháng 1 cho đến nay. Nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp lễ Tết cổ truyền, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương kể từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2, tức ngày 1 cho đến ngày 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024. Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Khu Di tích sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tại khuôn viên di tích như viết câu đối cho chữ đầu xuân tại đền thờ vua Lê Thái Tổ, trưng bày triển lãm ảnh, v.v. Để thuận tiện hơn, Ban Quản lý sẽ bố trí xe điện và có hướng dẫn viên thuyết minh giới thiệu tại di tích để phục vụ người dân. CNN đưa tin, chính phủ Malaysia đã phê duyệt đề xuất lắp đặt hệ thống thang cuốn trong hang động Batu nổi tiếng đã tồn tại từ khoảng 400 triệu năm trước, để giúp cho các du khách du lịch không phải leo 272 bậc thang để tới đền thờ. Động Batu là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Malaysia và đây là địa điểm tôn giáo dành cho những người theo đạo Hindu và là điểm tâm linh của lễ hội Thai Pusan diễn ra vào mùa xuân hàng năm. Du khách thập phương thường đổ đến động Batu để ngắm các bậc thang cầu vồng nổi tiếng. Nhằm thu hút nhiều khách du lịch hơn đến địa điểm này, Ban Quản lý hang động Batu tuyên bố sẽ cung cấp thêm thang cuốn. Để đến được ngôi đền nằm trong hang đá vôi trên đỉnh núi, du khách phải leo 272 bậc thang. Ông Ra Nadaraja, trưởng ban quản lý khu du lịch hang Batu đã phát biểu rằng, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. Hang cuốn này sẽ giúp cho phép những người khuyết tật và người già không thể leo được các bậc thang có thể đến được ngôi đền chính. Vị quan chức này cho biết thêm, việc xây dựng thang cuốn và hội trường mới sẽ bắt đầu sau lễ hội Thai Pusan diễn ra vào ngày 25 tháng 1. Theo ông Nadaraja, chi phí xây dựng hội trường dự kiến lên đến 7,5 triệu đô la Mỹ, nhưng chưa biết thang cuốn có giá trị là bao nhiêu. Thưởng Tết không phải là một quy định bắt buộc nhưng lại là nét đẹp ở trong văn hóa lao động, nên đại đa số các doanh nghiệp ở nước ta đều thực hiện hàng năm. Tuy nhiên thì sự chênh lệch về mức thưởng Tết có khi có đơn vị đến 9 con số 0 nhưng có nơi chỉ dừng lại ở mức vài chục ngàn đồng, đã vô tình kéo theo tình cảnh người cười kẻ khóc. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 61,37% doanh nghiệp trong tổng số 47.374 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng một người. Thực ra, thưởng Tết là khoản lợi nhuận trong năm được các doanh nghiệp trích ra cho người lao động. Đó không phải là tiền thưởng được sinh ra vì Tết. Tuy điều này không quy định bắt buộc trong luật hiện hành, nhưng lại là nét văn hóa đẹp trong mối quan hệ doanh nghiệp và người lao động. Luật lao động quy định cũng khá rõ về vấn đề thưởng Tết. Đó là thưởng Tết là có thể thưởng bằng tiền hoặc là bằng tài sản. Và việc thưởng Tết đó không bắt buộc, mà vấn đề thưởng Tết dựa vào là cái sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, cũng như dựa vào cái nội quy, quy chế. Về việc hiện nay có nhiều doanh nghiệp là thưởng cho người lao động bằng chính tài sản của công ty mình, thì cái đó có sai luật không? Thì như tôi đã nói, pháp luật không quy định cụ thể, không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết như thế nào, bắt buộc phải thưởng Tết. Cho nên cái việc mà thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hoặc là bằng tài sản của công ty thì tôi cho rằng vấn đề đó nó cũng phù hợp pháp luật. Trong quý 4 năm 2023, nhiều doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng trở lại sau dịch Covid-19. Nhưng cũng có không ít đơn vị vẫn ngóng đơn hàng, cắt giảm giờ làm, tiền lương của người lao động. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực lo mức thưởng Tết năm 2024 trong khả năng có thể. Mặc dù thì trong luật lao động tại khu công ty quy định một cách rõ ràng là thưởng bao nhiêu, mà thưởng thì nó bắt đầu dần dần nó trở thành cái thực hành từ cái sự ghi nhận trách nhiệm đôi bên.
thì có một số nơi thì người ta đưa cái đó vô những hợp đồng lao động ngay từ lúc đầu, coi như là có cái tháng lương thứ 13. Nhìn chung nó không có cái gì mà nhất quán, nó tùy theo cái văn hóa theo và theo cái khả năng của doanh nghiệp, nhưng mà có những cái năm người ta khó khăn thì người ta cũng có những hình thức quy đổi cho nó phù hợp. Chúng ta cũng cần phải có những cái thảo luận với nhau và cùng nhau tìm ra những cái giải pháp. Với quan niệm đói quanh năm, no 3 ngày Tết, người lao động Việt thường mong ngóng có một khoản tiền thưởng Tết kha khá để tích lũy hoặc mua sắm những vật dụng có giá trị cho gia đình. Có lẽ bản thân người lao động cũng nên chia sẻ với doanh nghiệp nếu thưởng Tết không như kỳ vọng. Còn doanh nghiệp thì cũng cố gắng trích lợi nhuận ở mức tối đa để người lao động yên tâm gắn bó, bởi 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Như thường lệ, bây giờ sẽ là ít phút dành cho lòng tốt và sự tử tế ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, nhiều năm qua, người dân sống xung quanh rạch Ông Đồ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã quen thuộc với hình ảnh của một người đàn ông da ngăm và hàng ngày miệt mài trèo xuồng dọn rác, khơi thông dòng chảy, mặc cho những lời đàm tiếu rằng ông đang làm một chuyện bao đồng. Đấy là ông Hồ Chí Cường, sinh năm 1952, được người dân địa phương gọi là ông Hai Cường, luôn dành lúc rảnh chèo xuồng dọn rác, khơi thông dòng chảy tại con rạch này. Ông vớt rất nhiều bao ni lông, hộp nhựa và các mảng lục bình. Có lần đi vớt rác về, ông vớt luôn bộ quần áo vì không thể nào giặt sạch được. Ông chia sẻ, nhiều người nói tôi được trả tiền nên mới đi nhặt rác, chứ ai khùng mà làm vậy. Tôi kệ. Rất may sau một thời gian thì vợ con tôi đã hiểu và ủng hộ. Tôi làm việc có ích cho xã hội chứ không phải làm gì bậy bạ đâu mà lo sợ. Từ năm 2019, sau khi biết được những việc làm tình nguyện của ông, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho ông một chiếc xuồng tự chế từ cano cũ. Với những đóng góp của mình tại buổi lễ tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả lần thứ tư của thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, ông Hồ Chí Cường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực cho xã hội nhiều năm liền. Thưa quý vị, ChatGPT hay các ứng dụng tương tự được biết đến với chức năng có thể trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề và lĩnh vực khác nhau. Và hiện nay ở Trung Quốc thì có một số người đã tận dụng công cụ này để chơi xổ số. Tuy nhiên thì dự đoán cho chatbot trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI đưa ra vẫn chưa thể giúp ai trở thành triệu phú. Trong một bài đăng trên nền tảng Xiao Hongshu của Trung Quốc, tương tự với Instagram, người dùng Gu Xiangnan đến từ tỉnh An Huy đã chia sẻ kinh nghiệm mua xổ số theo các con số đã được Gemini Pro của Google gợi ý. Người này đã cung cấp cho chatbot dữ liệu kết quả xổ số trong 2 năm của Super Lotto, một trong những hình thức xổ số phổ biến nhất ở Trung Quốc. Để tham gia thì người chơi chọn 5 số từ bộ 35 quả bóng và 2 số thưởng từ một bộ 12 quả bóng khác. Gu Xiangnan cho biết rằng trong số 5 tổ hợp được ứng dụng Gemini Pro chọn, có 2 tổ hợp chứa 2 con số thưởng, 2 tổ hợp khác chỉ chứa 1 số chính xác, do đó cô không thể trúng giải. Một người phụ nữ chia sẻ, trước đây cô chi khoảng 20 nhân dân tệ tương đương với gần 3 đô la Mỹ để đặt cược Union Lotto, một loại hình thức xổ số phổ biến khác ở Trung Quốc. Với cách dùng AI tương tự, cô đã giành được 5 nhân dân tệ tiền thưởng. Mặc dù chỉ để chơi giải trí nhưng chatbot AI vẫn đáng để cân nhắc đấy chứ, Gu Xiangnan nói. Bài đăng trên đã thu hút được hơn 5.000 lượt thích với một số bình luận rằng họ cũng giành được số tiền nhỏ nhờ AI. Năm ngoái, Trung Quốc đã đạt khoảng 600 tỷ nhân dân tệ doanh thu xổ số hàng năm với tổng số người mua vé lên đến gần 200 triệu người. Vincent Van Gogh, sinh năm 1853, mất năm 1890, được biết đến là một danh họa thiên tài người Hà Lan. Được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng mãi đến năm 28 tuổi thì ông mới theo đuổi sự nghiệp hội họa chuyên nghiệp với thể loại tranh quê. Thế nhưng sự nghiệp cầm cọ của ông cũng chỉ kéo dài được khoảng 10 năm. Trong số các tác phẩm cũng chỉ có bức Vườn Nho Đỏ được vẽ ở Pháp là bức duy nhất có thể bán ra kiếm được tiền. Và không lâu sau đó, ông đã tự hủy hoại bản thân mình. Mãi đến khi ông ra đi thì mới được công nhận và được nhớ tới như một danh họa vĩ đại nhưng cuộc đời đầy bi kịch. Rối loạn về tâm lý, tính cách khiến công chúng hình dung về ông như một người họa sĩ khốn khổ chịu một định mệnh khắc nghiệt. Chính điều này cũng đã làm nên sức hấp dẫn lâu dài của tên tuổi và sự nghiệp Van Gogh đối với công chúng.
Sau tất cả thì người họa sĩ khốn khổ và đoàn mệnh Van Gogh đã được hậu thế nhìn nhận như một vị danh họa vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ thứ 20 trong lĩnh vực hội họa. Và từ câu chuyện này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cuộc sống luôn có những nghịch cảnh trớ trêu để làm nên những câu chuyện huyền thoại được nhắc nhớ mãi. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi phát sóng tiếp theo.